Vâng, xin chào anh chị và các bạn. Tiếp tục sẽ là một ban thực chiến nữa trên nhãn hiệu máy Toshiba, cụ thể đó là model 556. Những anh chị ở và các bạn ở những miền Trung, Tây Nguyên, đặc biệt là từ miền Trung đổ vào phía Nam thì dùng Toshiba rất nhiều. Và trên kênh YouTube Phú Sơn chuyên đào tạo kỹ thuật sửa chữa máy photocopy, sau khi chúng tôi chia sẻ cái ban thực chiến trên Recon thì anh chị và các bạn dùng máy Toshiba có những cái đề xuất làm những cái video thực chiến trên Toshiba, đặc biệt đó là những cái Toshiba mà kinh doanh dịch vụ. Thì trong video ngày hôm nay, iCopy Phú Sơn chúng tôi sẽ chia sẻ đến anh chị và các bạn một cái ban thực chiến trên nhãn hiệu Toshiba, cụ thể là model 556. Trên màn hình anh chị và các bạn, đây là một model máy tức là phù hợp cho photo kinh doanh mà anh chị và các bạn dùng nhiều. Thì hôm nay chúng tôi sẽ làm video thực chiến những cái ban liên quan đến kẹt giấy. Ở Toshiba thì khác Recon một chút là khi mà tín hiệu kẹt giấy xảy ra thì trên màn hình sẽ đồng thời hiển thị hai cái trạng thái. Trạng thái thứ nhất đó là biểu tượng kẹt giấy ở vị trí mà tờ giấy đang mắc lại. Trạng thái thứ hai đó là sẽ kèm theo một cái ký tự báo lỗi. Khác Recon một chút thì để làm rõ vấn đề, chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau trong video ngày hôm nay. Trên màn hình hiển thị của máy đang sẵn sàng cho chúng ta copy. Tôi làm mẫu. Chúng ta sẽ bỏ qua về đánh giá về chất lượng hình ảnh, đánh giá về chất lượng máy, vì một số lý do mà cái máy mà chúng tôi làm mẫu này nó đã là một cái máy đã sử dụng nhiều ngày của khách hàng gửi về rồi, nó hơi cũ một chút. Tôi sẽ chọn khay giấy số 2 và chúng ta sẽ demo thử một bản xem là tình trạng của cái máy này như thế nào, sau đó chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau trong video ngày hôm nay. Sau đó tôi nhấn Start. Tôi chọn chức năng photo một mặt. Vâng, tờ giấy đã rời khỏi máy và như vậy là chức năng một mặt máy chạy ổn, không vấn đề. Rồi tôi bắt lại góc máy quay và tiếp tục chúng ta test lại lần nữa trước khi chúng ta đi sâu vào vấn đề thực tế của cái máy này. Rồi, tờ giấy ra bình thường. Bây giờ cũng với chức năng photo, tôi sẽ chọn chức năng hai mặt. Khi mà có những cái ban mang cái tính chất thực chiến ý, thì chúng tôi muốn gửi đến anh chị và các bạn một cái trạng thái, tức là thực tế trên máy, để anh chị và các bạn khi mà dùng máy gặp những cái vấn đề sự cố hoặc là những cái ban tương tự, anh chị và các bạn cũng có thể đồng hành lấy cái nội dung video của chúng tôi để anh chị và các bạn xử lý những cái tình huống khác tương tự như vậy, hoặc là những cái trạng thái của máy gần giống như vậy ở những cái model tương tự. Như vậy sẽ giúp cho anh chị và các bạn có những cái giải pháp phù hợp với công việc này, với những vấn đề anh chị và các bạn gặp phải. Tôi chọn chức năng hai mặt. Thiết lập chức năng hai mặt, sau đó tôi nhấn copy. Hình ảnh mặt một đã quét xong, tôi nhấn copy lần hai và tôi nhấn job finish. Vâng, với ở cái model máy và cụ thể trên thực tế của cái máy này thì cái tình trạng là test mặt một, như anh chị và các bạn đã thấy ở video mà ở phần đầu video chúng ta test cùng nhau mặt một thì máy chạy bình thường. Với cái chức năng chụp hai mặt thì tình trạng như anh chị các bạn thấy trên màn hình đây, máy đang báo lỗi đó là cái vấn đề bị kẹt giấy ở đầu ra. Như vậy thì từ cái thực tế này chúng ta sẽ suy luận như sau. Một mặt giấy chạy ra khỏi máy bình thường, thực hiện chức năng tốt. Hai mặt giấy báo cho chúng ta đang kẹt ở vị trí đầu ra. Và góc trên cùng của màn hình đang hiển thị cái biểu tượng E510. Với Toshiba như tôi đã chia sẻ anh chị và các bạn, khác Recon, khác các nhãn hiệu máy khác một chút, đó là khi mà dắt kẹt giấy thì đồng thời hãng, cái phần mềm lập trình của hãng sẽ thiết kế hai trạng thái. Trạng thái báo cho chúng ta biết cửa phía ra, đầu ra này. Thứ hai là góc trên màn hình. Đấy, có rất nhiều anh chị và các bạn hỏi cái lỗi, ví dụ như là gọi điện về iCopy Phú Sơn chúng tôi nhờ trợ giúp, ví dụ như là máy của em, của tôi đang báo lỗi E510. Với chúng tôi, những nhà đào tạo và chuyên hỗ trợ anh chị và các bạn yếu tố kỹ thuật, thì nghe là chúng tôi biết là cái tình trạng máy
đang bị vấn đề của cửa đầu ra. Đó, nhưng mà có những anh chị và các bạn thì đi luôn vào vấn đề đó là máy Toshiba của tôi liên tục bị kẹt giấy đầu ra khi tôi chọn chức năng photo hai mặt. Hoặc khi tôi chọn chức năng hai mặt hoặc là một mặt kết hợp thì cứ chạy một vài chục tờ, một có khi là xác suất sẽ là gần 100 tờ, 5-70 tờ hoặc là một cái số lượng nào đó thì cái tình trạng kẹt giấy đầu ra lại xảy ra và báo lỗi, thường sẽ báo lỗi ví dụ như là có thể là từ E510 cho đến E590 vân vân, rất nhiều những cái lỗi báo như vậy, tương tự như vậy. Thì cái biểu tượng của bên phần chính của trung tâm màn hình anh chị và các bạn quan sát đó là cái tín hiệu kẹt giấy như là các cái hiển thị kẹt giấy của các hãng khác này, hướng dẫn chúng ta mở cửa bên hông này. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở cửa bên hông để xem tờ giấy đang dắt ở đâu và tình trạng dắt như thế nào. Sau đó chúng ta test lại lần nữa trước khi chúng ta đi vào vấn đề tìm ban bận bệnh và nguyên nhân. Trong trường hợp mà sửa chữa ban kẹt giấy thì rất nhiều video chúng tôi đã chia sẻ đến anh chị và các bạn là chúng ta phải test đi test lại một hai lần. Khi mà trường hợp lặp đi lặp lại, đây khi tôi mở ra thì tờ giấy ở vị trí này, đây. Khi mà vào chức năng đảo mặt thì anh chị và các bạn lưu ý là với Toshiba, đặc biệt là những cái model photo dịch vụ thì ở một số video iCopy đã chia sẻ đến anh chị và các bạn rồi. Nguyên lý của bộ duplex trong đảo mặt trong Toshiba khác những hãng khác, cụ thể là Ricoh chẳng hạn. Ricoh thì bộ duplex tức là đảo hai mặt sẽ khép kín một vòng elip trong thân máy chính. Còn với Toshiba thì họ sẽ thiết kế cửa duplex đảo mặt ở bên hông trái theo hướng màn hình hiển thị của anh chị và các bạn. Tờ giấy sẽ đi xuống trong toàn bộ cái phần này, sau đó quay trở lên để đi vào tiếp tục một cái chu kỳ mới để lấy hình ảnh mặt hai như tôi đang diễn đạt ở đây. Anh chị và các bạn cũng có thể vô kênh YouTube Phú Sơn chuyên đào tạo kỹ thuật sửa chữa máy photo để xem những cái video mà chúng tôi đã hướng dẫn về những cái model máy của hãng Toshiba. Rồi chúng ta ghi nhận này, tờ giấy này đang bị kẹt lại trong quá trình nó di chuyển vào bộ duplex để vào trạng thái đảo mặt hai. Chúng ta sẽ làm động tác đó reset lại cái cửa theo cái hướng máy hướng dẫn chúng ta mở để lấy tờ giấy ra này. Tôi sẽ hướng cam về phía màn hình và chúng ta tiếp tục để thực hiện một cái lệnh nữa trước khi chúng ta bắt ban. Chúng ta không rồi chị Vân ạ. Vâng, sau khi chúng ta tiếp tục thực hiện cái lệnh cũ mà máy đang chưa thực hiện xong ở lần 1 thì chúng như anh chị và các bạn thấy ở đây, cái tình trạng tương tự vẫn xảy ra, đó là máy vẫn báo tín hiệu kẹt giấy đầu ra và báo E10. Bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn anh chị và các bạn lần lượt để chúng ta có thể test và bắt ban. Một số anh chị và các bạn dùng Toshiba, tức là dùng chuyển đổi ấy, khi mà từ Toshiba chuyển sang Ricoh, hoặc anh chị và các bạn dùng đồng thời hai nhãn hiệu thì có một cái sự khác biệt. Với Ricoh thì khi mà tình trạng kẹt giấy dắt giấy, anh chị và các bạn có thể chêm cửa. Đó, chêm cửa để chúng ta làm một cái công việc, đó là khi mà bắt ban bên trong máy ấy, thì thường chúng ta sẽ chêm cửa để chúng ta theo dõi cái đường đi của tờ giấy xem có, hoặc là theo dõi cái hệ cơ của máy xem có cái gì đó bất ổn không mà tờ giấy thường xuyên bị kẹt ở vị trí đó. Thì trong Toshiba chúng ta vẫn thực hiện được điều đó anh chị nhé. Trong video này chúng tôi sẽ đi chi tiết hướng dẫn anh chị và các bạn cách để chúng ta có thể tiếp cận xem hệ thống cơ, cái phần chúng ta nghi ngờ đó có ảnh hưởng thực sự hay không, hay là nó liên quan đến cái gì. Đó, thì như chia sẻ với anh chị và các bạn ở cái video liên quan đến cái ban kẹt giấy của nhãn hiệu Ricoh, cụ thể nó là model 6002, thì chúng tôi có chia sẻ đến anh chị và các bạn là trong năm 2023 này, những video chia sẻ đến anh chị và các bạn của iCopy Phú Xuân chúng tôi sẽ mang tính đột phá về nội dung, về ý tưởng, và đặc biệt đó là đi trực diện vào những cái ban thực chiến, tức là trên máy và tình trạng cụ thể luôn, giúp cho anh chị và các bạn sẽ có những cái giải pháp tuyệt vời trong cái công việc của mình. Và từ những cái ý tưởng, những cái sản phẩm mà chúng tôi đặt cái mục tiêu trong năm 2023 này, thì cũng mong anh chị và các bạn sẽ ghi nhận và ủng hộ chúng tôi nhiều hơn nữa.
và giới thiệu kênh của chúng tôi đến nhiều anh chị và các bạn đang làm nghề hơn nữa, giúp cho anh chị và các bạn tiếp cận được những cái giải pháp mà chúng tôi đưa ra trong những cái video thực chiến trong năm 2023 này. Đây, tình trạng mà ở tờ giấy thứ nhất tôi lấy ra thì tờ giấy thứ hai cũng tương tự như vậy. Đây, tờ giấy thứ hai cũng như vậy. Như vậy là sau khi mà chúng ta test 2 lần thì chúng ta sẽ đánh giá như sau. Trước mắt chúng ta đã phân tích như sau. Vì bắt ban trong máy photo, đầu tiên chúng ta phải nắm rõ hiện tượng đã. Hiện tượng thể hiện như thế nào, lặp đi lặp lại hay là xác suất. Xác suất có nghĩa là một phần nào đó, một bộ phận nào đó đang bị kém, thiếu độ chính xác, thiếu độ ổn định. Đó là xác suất. Còn lặp đi lặp lại có nghĩa là phần cụ thể làm công việc đó đang có vấn đề. Như vậy là khi mà phân tích dữ kiện từ hiện tượng thì anh chị và các bạn lưu ý hai điều mà chúng tôi vừa chia sẻ. Lặp đi lặp lại tại cùng một vị trí, tại cùng một thời điểm có nghĩa là vấn đề của máy đang nằm và chỉ rõ cho chúng ta luôn rồi. Ở khu vực đó cần phải kiểm tra kỹ. Kỹ ở đây là gì? Như anh chị và các bạn thấy, chúng ta mở cửa hông bên trái ra, chúng ta sẽ thấy với bộ duplex trong Toshiba, cụ thể là model 556 này, có hệ cơ thiết kế cho bộ duplex sẽ gồm những hệ cơ đó là bánh răng này, dây cu loa này, các trục quay tì, đó là nhà sản xuất họ thiết kế đồng bộ để giúp cho tờ giấy từ một mặt hướng xuống duplex quay trở lại lấy mặt hai của hình ảnh. Và một chi tiết nữa mà trong video mô tả cái sự khác biệt bộ duplex của hãng Toshiba với một số hãng khác, hay là cụ thể là Ricoh thì chúng tôi có chia sẻ rồi. Ở đầu ra, ở Ricoh cũng có nhé, nhưng họ thiết kế ở vị trí trí ở duplex thì trong cái phần buồng chính của máy như tôi đã nói. Với Toshiba thì chúng ta nhìn thấy luôn đây là một chi tiết điểm nhấn trong bộ duplex, đó là cửa mà sử dụng solenoid để đóng và mở khi tờ giấy copy một mặt chạy ra thì solenoid sẽ đóng. Như tôi diễn tả video này tôi làm chi tiết rồi, anh chị và các bạn sẽ tìm trên kênh của chúng tôi, nhưng tôi ở video này tiện thể thì tôi tả lại một chút nếu anh chị và các bạn là người mới xem kênh của chúng tôi. Solenoid sẽ đóng này, hít cái cần này vào vô và đồng thời sẽ tác động vào cái cửa này. Như vậy là chúng ta sẽ thấy hướng tờ giấy đi thẳng ra, nó sẽ đi như này, đi vào cái khe này, bình thường nó sẽ mở như này đó. Khi tờ giấy chúng ta chọn chức năng một mặt nó sẽ như này. Như vậy là solenoid rất quan trọng ở cái trạng thái đó là chúng ta sử dụng chức năng một photo một mặt, in một mặt, hay là photo hai mặt và in hai mặt. Cái chức năng này là điểm nhấn anh chị các bạn lưu ý. Thì từ những cái chia sẻ của chúng tôi, anh chị các bạn lưu ý là khi chúng ta làm vệ sinh hay kiểm tra thì chúng ta cần phải kiểm tra đồng bộ kết cấu cơ khí, đầu tiên không khiếm khuyết không lỗi, thứ hai là cần làm vệ sinh. Vì độ chính xác nó sẽ rất quan trọng để cho cái nhịp giấy đi, nhịp giấy vô nó phải chính xác theo từng giây trong máy photo. Tốc độ của máy là đo bằng giây, anh chị lưu ý điểm này. Phần cơ khí chúng ta kiểm tra tổng quan này, quan sát không khiếm khuyết không lỗi, không gãy vỡ, không cong vênh. Sau đó chúng ta tiến hành làm vệ sinh tuần tự và kiểm tra những cái chi tiết. Thì ở phần video tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn anh chị và các bạn các chi tiết nhỏ nhưng lại rất quan trọng trong cái pan này. Còn với ban mà xác suất ở đây là gì? Như tôi nói, 5 bản, 10 bản, thậm chí là 5-30 bản, hàng trăm bản mới xảy ra tình trạng đó. Nhưng khi xảy ra thì nó lại thường xuyên, lúc ấy nó không kéo dài nữa, không kéo dài 5-70 bản nữa. Lúc máy nóng lên rồi thì nó sẽ rơi vào trạng thái 10 bản, 5 bản hay là nhiều hơn thế thì tình trạng rắt giấy lại xảy ra. Thì trong video này tôi sẽ làm rõ vấn đề cùng anh chị và các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ giải quyết cái ban máy này gặp phải đã. Ban máy này gặp phải có nghĩa là chạy một mặt, ok, chạy mặt hai có vấn đề. Thì để kiểm chứng xem là vấn đề nằm ở đâu, tôi sẽ hướng dẫn anh chị và các bạn cách để chúng ta có thể chêm cửa và quan sát. Đầu tiên chúng ta quan sát hệ cơ trước, xem dây cu loa, xem mọi vấn đề. Đây là cách mà chúng ta tiếp cận. Với anh chị và các bạn không có những cái chuyên môn về kỹ thuật ý, thì đây là cái phần chúng tôi chia sẻ thực sự thú vị, giúp anh chị và các bạn bắt ban dễ hơn. Còn với anh chị và các bạn đã làm nghề kỹ thuật rồi thì chắc chắn anh chị và các bạn sẽ ít nhiều biết được những cái vấn đề cơ bản này.
ICOBI Phú Xuân chúng tôi liên tục tuyển sinh các cái khóa đào tạo chuyên ngành sửa chữa máy photocopy từ cơ bản đến chuyên sâu. Anh chị và các bạn có thể liên hệ đến số điện thoại 0964 405 366. Chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ anh chị và các bạn mọi vấn đề liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật máy photocopy. Cửa bên hông muốn đóng mở và máy chính, tức là bộ xử lý chính của máy nhận được, thì anh chị và các bạn lưu ý với cửa bên hông tôi đang mở ra ở đây. Đây là vị trí tôi đang chỉ, sẽ là cái chốt để đóng vào cái khóa công tắc trong vách máy này. Với máy nào cũng vậy, máy nào cũng vậy, bất cứ cửa nào mở ra đóng vô, nhà sản xuất đều thiết kế công tắc để nhận cái vị trí cửa đóng mở. Đấy là công tắc thứ nhất. Công tắc thứ hai được thiết kế trực tiếp trên cái vách mở ra của cửa. Đây là vị trí công tắc. Đây, anh chị và các bạn, tôi sẽ chỉ đầu tua vít này. Tôi bắt cận cảnh cái công tắc cửa này giúp cho anh chị các bạn này. Đây là một vị trí công tắc nữa. Đó. Anh chị và các bạn làm sao đó để cái thao tác đồng thời hai công tắc này được đóng thì máy sẽ hoạt động bình thường. Công tắc thứ nhất mà tôi chỉ ở đây, anh chị các bạn có thể dùng miếng băng dính hai mặt, sau đó chúng ta tì dán nó lại. Coi như chúng ta làm một cái thao tác là coi như tôi đóng cửa thay cho tác động vào trong vách chính thì tôi đã đóng trực tiếp ở đây. Rồi. Công tắc thứ hai, tôi sẽ zoom cam để anh chị và các bạn quan sát thấy. Đây là vị trí mà công tắc chính mà nữa mà chúng ta cần phải đóng này. Đấy, tôi đè tôi viết anh chị sẽ thấy nghe tiếng máy khởi động. Đó, như vậy là máy đã sẵn sàng dù cửa bên hông chúng ta đang mở. Đây là chi tiết mà anh chị và bạn này. Đó, anh chị sẽ thấy tôi chêm công tắc cửa thì máy đang khởi động. Tôi sẽ đưa cam ra phía màn hình để chúng ta quan sát. Đây là phần mà tôi đã bỏ tua vít không chèn cửa nữa thì máy đang báo trên màn hình hiển thị trung tâm đó là cửa bên hông đang mở. Tôi đè tua vít để tôi đó, máy sẵn sàng. Chúng ta tiếp tục lệnh cũ hay là cancel, máy sẽ hỏi. Rồi bây giờ tôi sẽ bắt góc máy đủ rộng để chúng ta có thể quan sát cái cửa bên hông này. Rồi tôi sẽ thêm công tắc cửa. Công tắc kia chúng ta đã dán bằng băng dính rồi. Tôi gấp tờ giấy để, tại vì khi tôi đứng tôi che tôi sợ khuất màn hình anh chị các bạn khó nhìn, tôi sẽ gấp tờ giấy. Với như anh chị và các bạn chỉ là sử dụng máy không có cái chuyên môn về kỹ thuật ý, thì những hướng dẫn của chúng tôi sẽ rất là bổ ích, giúp cho anh chị và các bạn có thể tự khắc phục và tự quan sát cái máy của mình trước khi có thể phải nhờ đến dịch vụ kỹ thuật. Đương nhiên khi một quan sát thì để tiến hành sửa được thì nó cần có chuyên môn rồi. Nhất là những anh chị và các bạn ở những cái vùng sâu, vùng xa không có điều kiện hoặc là chưa biết về yếu tố kỹ thuật thì cũng sẽ là cái giải pháp giúp cho anh chị các bạn thông tin đến kỹ thuật viên hoặc nhà cung cấp một cách chính xác cơ bản để họ có thể đem đồ đến thay thế hoặc sửa chữa giúp cho máy khắc phục cái sự cố máy của anh chị và các bạn. Đây, tôi sẽ quay màn hình đang sẵn sàng. À chưa, cái cửa nó chưa được. Cửa chưa được. Đây. Rồi, cửa trước khi mà tôi tác động công tắc thì cửa trước đang hở ra, tôi sẽ đóng lại. Rồi, đã sẵn sàng. Tôi đóng lại chút để tôi bắt máy bên hông đã. Khi mà chúng ta chêm cửa bên đó thì cũng là cái tác động để cái cửa trước nó hơi hở ra một chút, tôi sẽ đóng lại này. Đó, tôi chèn hẳn bằng cái tô vít luôn cho nó chắc chắn này. Tôi hướng về màn hình, máy đã sẵn sàng. Rồi, tôi bắt góc, anh chị và bạn quan sát trong quá trình chúng ta thực hiện tiếp tiếp cái lệnh mà đang bị dắt giấy mặt hai. Tôi nhấn tiếp tục.
Anh chị các bạn có thể quan sát thấy cái tờ giấy di chuyển ra phía ngoài và đang hướng xuống phía dưới. Đang hướng xuống phía dưới. Tại vì chúng ta đang sử dụng chức năng photo hai mặt. Như vậy là đến thời điểm này chúng ta sơ bộ đánh giá sẽ như sau. Tức là hệ cơ của máy là đang hoạt động ổn, không có vấn đề gì. Vấn đề ở đây có nghĩa là chúng ta đang nghi ngờ cái nhận diện tờ giấy, đó là những cái cảm biến di chuyển giấy này, những cái tín hiệu bằng cung cấp cho bộ xử lý, đó là sensor. Chúng ta test lại lần nữa, sau đó chúng ta sẽ đi vào cái, tôi mở rộng ra một chút để anh chị và các bạn quan sát. Rồi, tôi nhấn, anh chị có quan sát những cái vị trí trục quay. Đó, như vậy là tờ giấy đang hướng xuống dưới. Đấy, nhưng mà khi chúng ta đóng cửa bên hông vô thì tình trạng là tờ giấy không đi vòng trở lên mà sẽ kẹt ở phía dưới. Như vậy là nhiều khả năng, đây là phân tích ban này, nhiều khả năng là tín hiệu sensor ở đầu đảo duplex đang có vấn đề, dẫn tới tình trạng là bộ xử lý sẽ ngắt kết nối và báo kẹt giấy ở cái đầu đảo duplex này. Bây giờ chúng ta sẽ đi kiểm tra. Và phần đảo duplex thì anh chị và các bạn quan sát, chúng ta sẽ thấy gồm có một cảm biến, hai cảm biến. Toàn bộ cái tờ giấy di chuyển như này, khi chúng ta áp vách vào nhé, đây là tôi đang mở cửa ra để anh chị và các bạn dễ quan sát. Khi chúng ta áp vách vô thì tờ giấy khi mà đi vào cái quá trình đảo mặt ở duplex trong cái model này sẽ đi di chuyển toàn bộ như này, sau đó vòng lên. Ở video trước tôi đã hướng dẫn rồi, bên hông sẽ có một cái lá hướng giấy đi hết một cái quá trình xuống hết cái phần duplex hông, tờ giấy sẽ quay trở lên và đi vào quy trình một lần nữa để lấy hình ảnh mặt hai. Và với Toshiba thì họ sẽ thiết kế chúng ta có thể mở nhựa bên hông để tiếp cận. Anh chị và các bạn quan sát này, như anh chị và các bạn đã làm kỹ thuật thì đương nhiên đã, nhất là làm chuyên cho hãng Toshiba thì anh chị biết điều này rồi. Còn với những chị dùng máy mà không chưa có kỹ thuật thì chúng ta để ý cái đầu ốc họ bắt trở vô, như đầu tôi vít tôi đang chỉ đây đó, tức là bắt từ ngoài vào, chúng ta đầu trong chúng ta thấy đầu vít thôi. Đây tôi zoom này, có 6 vị trí ốc tương tự như vậy, đầu vít tôi chỉ này, phía dưới cũng sẽ có như tương tự như vậy. Tôi sẽ bắt góc đây, đầu ốc đây, đó có 6 cái vị trí ốc, vị trí đây đó. Chúng ta sẽ tiến hành đó là mở bên hông từ ngoài vào, sau đó lấy miếng nhựa ra, chúng ta tiếp cận được cái dàn bên trong để chúng ta kiểm tra tín hiệu. Đầu tiên thì chúng ta phải quan sát phần cơ khí. Trong video thì chúng ta không đủ dung lượng để chúng ta đi lần lượt từng phần. Nhưng anh chị và các bạn gặp ban này thì đầu tiên chúng ta sẽ chêm cửa như tôi hướng dẫn này, quan sát các vị trí trục quay, trục tì này, trục quay chính này. Trục quay chính thì quay được nhờ hệ dây cu loa. Đương nhiên rồi, cần phải động cơ thì cái hệ dây cu loa, cái bánh răng mới quay được, và các trục chuyển giấy đi mới đi được. Thì chúng ta quan sát thấy này. Thứ hai là các vị trí trục tì, và thứ ba đó là cái khâu vệ sinh tổng quan của cái phần này. Nếu như dơ bẩn, nếu như nhiều những cái chướng ngại vật hoặc là có một khiếm khuyết nhỏ nào đấy cũng khiến tờ giấy của chúng ta mắc lại, vì tờ giấy rất là mỏng. Thứ hai, tốc độ máy rất nhanh, tính theo giây mà. Đó, nên chúng ta kiểm tra kỹ này. Vị trí cần sensor sẽ tương ứng với các cái lỗ khuyết như này. Đây. Khi chúng ta đóng vô, tờ giấy sẽ cắt ở đây để đá vào cần này. Đó, đá vào cần này, chúng ta cũng phải tác động cần để kiểm tra. Và các vị trí này. Rồi, sau đó chúng ta sẽ đóng trở vô và tiến hành tháo miếng ốp bên hông. Như tôi hướng dẫn gồm có 6 cái vít để chúng ta tiếp cận bên trong các cái phần như là ở vị trí dây cắm tín hiệu cho các cảm biến này, dây kết nối này. Có nhiều anh chị và các bạn có đặt câu hỏi là cái dây dẫn thì máy đang dùng bình thường làm sao cần phải kiểm tra. Thưa anh chị và các bạn, có những cái chúng ta hãy suy luận những cái lớn hơn, đó là hệ thống điện gia đình chúng ta cũng vậy, sau nhiều năm sử dụng thì cái hiện tượng đứt ngầm hoặc là bản chất của mọi vật, của vạn vật, đó là sau một thời gian sử dụng nó sẽ lão hóa, và cái lão hóa nó sẽ sinh ra những cái vấn đề, đó là hư hỏng mà chúng ta không nhìn thấy được
thì chúng ta cần phải tiếp cận. Sau khi mở bên đây, tôi quay một chút cái máy về phía này chỉ các bạn dễ quan sát. Rồi chúng ta mở ra, chúng ta sẽ sau khi mở miếng nhựa bên đây bên hông, chúng ta sẽ quan sát thấy như sau. Toàn bộ cái vách này gồm có hai quạt tản nhiệt, rồi các vị trí dây dẫn. Chúng ta nhìn lướt qua chúng ta thấy đây là vị trí dây để xác nhận công tắc cửa đóng này đó, và đương nhiên nó sẽ về một mối chung và kết nối với hệ thống phía sau của máy. Nếu trường hợp chúng ta đã kiểm tra tổng quan ở đây rồi chưa phát hiện ra vấn đề thì chúng ta lại lần dây tiếp và cứ tuần tự như vậy anh chị, và cái kiểm tra ra đến gốc rễ của vấn đề, cụm dây đó về đâu. Và chúng ta có thể sử dụng đồng hồ thông mạch để đo những cái tín hiệu dây này có bị đứt ngầm hay không. Chúng ta đếm này, một cảm biến, hai cảm biến như tôi chỉ cho anh chị các bạn mặt trước rồi. Công việc của chúng ta là tiếp cận dây, tiếp cận rắc cắm. Và anh chị các bạn cũng có thể, đây tôi hướng dẫn một cái này là ví dụ, anh chị các bạn khi mà mở nhựa ra rồi, chúng ta có thể tiếp cận sensor như sau. Đó, anh chị và các bạn có thể mở ốc. Đây, sau đó chúng ta dùng máy thổi, dùng chổi hay dùng bất cứ một cái gì đó để có thể tác động thổi bụi này ra, vệ sinh hai cái mắt giao nhận này và kiểm tra rắc cắm. Đây tôi nghiêng dây rắc nó tuột ra, chúng ta kiểm tra lại rắc cắm này. Đó, chúng ta cắm chắc lại, kiểm tra cần vệ sinh. Cái này yếu tố này rất quan trọng. Rất nhiều anh chị và các bạn hỏi chúng tôi là trong máy photo, nếu một cái máy đang sử dụng bình thường và sử dụng công suất lớn hàng ngày thì một cái yếu tố tôi muốn bật mí đến anh chị và các bạn đây, vệ sinh, bảo trì và dưỡng tốt, đó là yếu tố tiên quyết giúp cho một cái máy hay bất cứ một thiết bị điện tử nào chạy ổn định, khai thác hết công suất. Đó là yếu tố tiên quyết. Rồi, sau khi kiểm tra cái thứ nhất, chúng ta sẽ kiểm tra cái thứ hai. Vì hệ cơ vẫn cho tờ giấy chúng ta đi xuống, không tạo ra tiếng ồn, không có một cái gì đó khác biệt, thì như vậy chúng ta đầu tiên chúng ta kiểm tra trực tiếp trên hai cảm biến này để chúng ta đánh giá vệ sinh. Đấy, có rất nhiều những cái pan nó chỉ là liên quan yếu tố vệ sinh thôi, anh chị và các bạn lưu ý chi tiết này. Rồi, chúng ta cũng tương tự như cảm biến phía dưới, chúng ta sẽ kiểm tra tác động của cần, có nhạy, độ nhạy này. Rồi thổi vệ sinh hai mắt này, kiểm tra rắc cắm này. Đó, sau đó chúng ta sẽ lắp trở vô và chúng ta sẽ khoan lắp nhựa vội trước khi mà cái pan chúng ta đang khoanh vùng, chúng ta sẽ cứ từ từ để đó. Anh chị và các bạn khi mà gặp khó khăn gì về máy photocopy ở bất cứ đâu, bất cứ nhãn hiệu máy nào, hãy liên hệ với chúng tôi. iCopy luôn chia sẻ, đồng hành, hỗ trợ anh chị và các bạn những giải pháp giúp cho anh chị và các bạn có những cái thêm những cái kiến thức về máy photocopy. Nếu như những bạn trẻ chưa có công việc, chưa có một cái định hướng cho công nghề nghiệp, hãy suy nghĩ một chút đến công việc đó là kỹ thuật sửa chữa máy photocopy, một công việc rất thú vị và cho chúng ta mức thu nhập ổn định để có cơ hội phát triển. Sau khi tôi kiểm tra này, chúng ta sẽ chạy test này. Lệnh trên máy vẫn còn. Chúng tôi, anh chị và các bạn để ý cái đầu ra. Rồi. Và như vậy là máy đã hoàn tất một cái quá trình, đó là cho chúng ta một cái bản đảo mặt. Đây tôi bắt cận cảnh cái phần tôi tháo ốp, tôi nhấn lần 1, quét ảnh lần 1 này. Tôi nhấn start lần 2. Sau đó tôi nhấn job finish. Quá trình tờ giấy vô đảo mặt thực hiện ở phần duplex. Và chúng ta kiểm tra xem là vấn đề mà nằm ở cái pan này nằm ở đâu. Thì đó là những cái vấn đề mà chúng tôi hướng tới ở video này. Vị trí anh chị lưu ý, trong duplex thì có những cái phần về cơ, phần hoạt động chính của cơ thì tôi đã hướng dẫn anh chị và các bạn cách chêm cửa rồi này, để quan sát rồi này. Để quan sát này. Như vậy là tờ giấy chưa được rút lên đây. Vị trí giấy báo dắt ở chỗ khác. Như tôi chia sẻ anh chị và các bạn ở phần đầu video, máy này có một vấn đề, đó là cái phần cái máy khách hàng gửi về khá cũ,
Nên là những cái phần mà quay chia sẻ thì anh chị và các bạn tập trung vào cái những cái yếu tố mà chúng tôi chia sẻ phần chính. Rồi, tôi sẽ cancel cái lệnh này đi. Thay một của máy này đang có vấn đề, dẫn tới là hồi nãy tôi chọn chế độ auto khay, nên là khay một tôi sẽ chọn lại này. Nhấn lần 1 này, start lần 2 này. Và hoàn thành. Đấy, anh chị thấy cái bóng của tờ giấy trắng vừa chúng ta quan sát thấy trong cái phần duplex, tôi bắt góc máy này, anh chị và các bạn quan sát thấy một chút này cho rõ này, tôi nhấn copy lần nữa nhé. Chúng ta sẽ thấy cái bóng của tờ giấy khi xuống bộ duplex rất là rõ. Đấy, anh chị và các bạn quan sát thấy cái bóng trắng của tờ giấy di chuyển xuống phía dưới. Như vậy là với máy Toshiba, chúng ta cũng có thể quan sát xem tờ giấy di chuyển như thế nào để chúng ta bắt bàn. Rồi, tôi sẽ bỏ cái chức năng hai mặt và chúng ta test lại cái một mặt lần nữa. Sau đó chúng ta... Đó, tờ giấy chạy một mặt. Rồi, và hoàn tất công việc copy. Tôi nhấn chức năng hai mặt để chúng ta quan sát. 1, 2. Đó, tức là cái chức năng của máy chúng ta đã có thể quan sát. Bây giờ tôi sẽ nhân bản 3 tờ chức năng hai mặt, giúp cho anh chị và các bạn sẽ quan sát dễ hơn cái tờ giấy đi xuống duplex như thế nào. Chúng ta có thể hoàn toàn quan sát thấy. Tờ thứ nhất, tờ thứ hai. Đó, anh chị và các bạn hoàn toàn có thể quan sát thấy tờ giấy di chuyển trong duplex của máy Toshiba. Mà trước giờ chúng ta cứ suy nghĩ là với Toshiba chúng ta khó nhìn thấy tờ giấy di chuyển trong phần duplex. Thêm một gợi ý nữa từ phía chúng tôi, anh chị và các bạn ở video này, anh chị và các bạn nhiều người hỏi chúng tôi liên quan đến Toshiba, thì phần này tôi chia sẻ đến anh chị và các bạn luôn, để chúng ta trước khi chúng ta kết thúc video này. Cái cửa này là cái sử dụng solenoid rất quan trọng trong quá trình vận hành của máy Toshiba, những cái model photo kinh doanh dịch vụ. Một mặt cửa sẽ đóng để tờ giấy đi thẳng ra này, hai mặt solenoid không hoạt động để tờ giấy đi như vòng như này xuống. Như vậy là solenoid này rất quan trọng ở vị trí đầu ra của máy Toshiba. Anh chị và các bạn lưu ý chi tiết này, tôi chia sẻ thêm này. Khi mà cái tình trạng giấy thỉnh thoảng bị, ít khi bị, 5-10 tờ, vài chục tờ, có khi là máy chạy nóng thì bị, anh chị và các bạn lưu ý để ý cho tôi cái solenoid này. Đây là phần tôi nhận được nhiều câu hỏi hỗ trợ từ phía anh chị các bạn, những người dùng máy ở phía, đặc biệt đó là những anh chị và các bạn ở miền Trung Tây Nguyên và từ miền Trung đổ vào miền Nam dùng Toshiba rất nhiều, thì trong video này tôi chia sẻ luôn đến anh chị và các bạn. Chúng ta tháo như tôi hướng dẫn này, gồm có 3 cái vít để giữ solenoid này. Tôi lấy kìm mỏ nhọn. Phần này thì tôi muốn chia sẻ để mở rộng luôn. Khi mà anh chị, máy của anh chị các bạn gặp cái ban xác suất không phải lặp đi lặp lại như vừa rồi, đó là số lượng, sau đó là bị, thì lưu ý cái chi tiết mà tôi chia sẻ ở đoạn cuối video này, để giúp cho anh chị và các bạn sẽ, khi mà gặp ban, anh chị các bạn sẽ dễ dàng xử lý hơn. Có rất nhiều những cái chi tiết thì chúng ta nghĩ là nó phức tạp, nó khó tiếp cận, nhưng khi mà chúng tôi làm video, chúng tôi đặt máy quay cận cảnh như này, thì anh chị các bạn hoàn toàn có thể áp dụng với cái máy tại cơ sở kinh doanh của mình hoặc công ty văn phòng của mình. Đây, tôi tháo nhầm mất một con ốc, tôi phải trả lại này. Hôm nay tôi sẽ trả lại con ốc mà không phải của nó, tại vì mãi làm hướng dẫn anh chị. Rồi, đó, giữ bởi một con ốc trên này, tôi đang đặt vít này, một con ốc phía dưới tôi cũng đang chỉ vít này, đây, và một con ốc để gắn vào cái đầu treo này. Tôi đã mở hai con ốc trước, còn một con ốc này tôi sẽ mở này. Đây, xin lỗi, còn một con ốc nữa phía sau, 3-4 con vít nhé, tôi sẽ tháo ra tôi chỉ này. Con vít phía sau này
để bắt cho cái đế Sonono 1 này, 2, 3 và 4 này nhé. 4 thì là ở cái cần treo để tác động cái cửa này rồi. Đây, cái khóa treo này. Đó, tôi tháo con vít cuối cùng này. Sử dụng Sonono nó như là một chức năng của nam châm điện. Ở bên trong này có một cái cuộn dây. Khi mà cấp điện, bộ xử lý cấp điện cho cuộn dây này thì cuộn dây sẽ trở thành nam châm và hút cái trục này vào. Khi cần thì nó hút, hút đồng thời nó sẽ tác động vào cái cửa này. Còn không, nó sẽ đứng im. Có nghĩa là cuộn dây này không được cấp nguồn. Như vậy là liên quan đến tín hiệu điều khiển rất quan trọng, đó là dây dẫn kết nối đó. Nếu về phần điện, còn phần cơ, anh chị và các bạn sau một thời gian sử dụng nó sẽ bẩn, nó sẽ bụi bám vân vân, rất nhiều yếu tố nó sẽ làm bẩn và cái độ hút này nó kém đi. Thêm một chi tiết nữa tôi chia sẻ đến anh chị và các bạn, đó là để cái độ ổn định đóng mở của solenoid này nó cần một cái gioăng như sau. Đây, một cái gioăng đệm bằng bằng nhựa mềm, bằng cao su mềm như anh chị và các bạn quan sát thấy này. Anh chị và các bạn có thể chế bằng bất cứ một cái vật liệu gì mà thấy nó phù hợp. Tôi để đó, tôi bắt góc máy một chút, nó không quá phức tạp đâu. Anh chị và các bạn có thể chế gì đó nó tương ứng bằng cao su đó. Đó, đây là phần này. Nó sẽ nằm ở đầu trục này anh chị nhé. Đây, gắn vào vô này. Nó nằm ở đây. Sau một thời gian sử dụng nó sẽ mục, mất đi. Đây, khi tôi gắn nguyên bản của nó như này. Chứ nó hồi nãy nó đang thiếu cái này. Cái phần này thì tôi tháo để tôi có rất nhiều anh chị và các bạn ở ở trong miền Trung hỏi chúng tôi thì tôi đã tháo ra trước để chia sẻ luôn trong video ngày hôm nay đến anh chị và các bạn. Đó. Tháo ra nó vẫn chạy bình thường, nhưng nếu nhân bản càng ngày càng nóng lên, nóng có nghĩa là gì? Độ đóng mở của cái này nó cần cái độ quan rất quan trọng về độ chính xác. Hãy tưởng tượng nóng lên thì ngoài bản chất điện thì bề mặt tiếp xúc này cũng sẽ nóng theo này. Tôi sẽ xa cam một chút không bị mất hình. Đó, bề mặt này sẽ nóng lên, hai phần tiếp xúc kim loại với nhau lúc này độ chính xác sẽ hoàn toàn bị sai. Hít vào nhưng nhả ra chậm hoặc không nhả ra. Hít vào này. Đó, không nhả ra vì nó thiếu miếng đệm cao su này. Tôi nhả miếng đệm cao su sâu xuống một chút để anh chị quan sát đây. Đó, đây là phần rất nhỏ thôi nhưng khá quan trọng trong quá trình chúng ta nhân bản số lượng nhé. Anh chị lưu ý này, chúng ta có thể chế. Còn gặp khó khăn gì liên quan đến chế hoặc liên quan đến khắc phục sự cố mà anh chị đã biết ban rồi, hãy liên hệ trực tiếp số điện thoại 0964405366. Chúng tôi sẽ hướng dẫn anh chị cách sử dụng vật liệu gì để chế và chế như thế nào. Đó, đây là hướng dẫn chi tiết rồi. Anh chị và các bạn xem video có thể tự làm được rồi. Nhưng nếu vẫn còn gặp khó khăn hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi luôn luôn đồng hành và sẵn sàng chia sẻ đến anh chị và các bạn. Đây là phần điểm nhấn tôi chia sẻ thêm vào phần cuối video ngày hôm nay. Như vậy là trong nội dung video này, ngày hôm nay tôi đã chia sẻ đến anh chị và các bạn hai vấn đề của ba vấn đề của những cái model máy của hãng Toshiba liên quan đến photo kinh doanh dịch vụ. Đó là làm thế nào để có thể trên cửa quan sát bộ duplex hướng giấy đi di chuyển khi mà photo chức năng đảo mặt ở máy Toshiba. Cái hình thức thứ hai mà tôi muốn chia sẻ đến anh chị và các bạn đó là cách để chúng ta tháo và tiếp cận. Và thứ ba đó là khắc phục sự cố khi chúng ta nhân bản số lượng nhiều, gặp tình trạng giấy cứ đầu ra hay bị kẹt báo lỗi 510, 590 vân vân. Chúc anh chị và các bạn có những giây phút trải nghiệm video của iCopy tuyệt vời. Hãy like, chia sẻ kênh của chúng tôi và điều chúng tôi mong muốn, cực kỳ mong muốn sau mỗi video chia sẻ đó là nhận được sự quan tâm, cổ vũ và đồng hành của anh chị và các bạn. Địa chỉ iCopy 26 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội. Anh chị và các bạn cũng có thể truy cập vào website maiphotophusơn.com.vn hoặc iCopy.com.vn. Xin chào anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại ở video chia sẻ tiếp theo của iCopy.